Quỳnh Linh TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Hùng Vương. Và con đường này ngày nay chúng ta thấy nó khác so với ngày trước, và cũng như khác với tất cả các con đường khác. Ở các con đường khác, ở cái khu quán nhậu thì hầu như là rất là vắng, nhưng mà ở đây có quán Toàn Trí nè, quán đông ghê nha. Đông vui dễ sợ, ngồi nguyên một dãy dài luôn. Quán cũng không kém gì quán khô mực ở trên đường Lý Thái Tổ luôn á. Thấy đông quá trời ha, hạnh phúc. Và tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đạp xe lòng vòng từ Hùng Vương này đi tới Nguyễn Tiểu La. Và thể theo video clip, thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị muốn nhìn lại khu xóm đường Nguyễn Tiểu La về đêm thì không biết nó như thế nào so với những hình ảnh trong ký ức của cô chú anh chị ngày xưa. Và sẵn đây mình đi lòng vòng để ý coi gần khu Nguyễn Tiểu La có khách sạn gì không, để anh chị và các bạn khi mà đến Sài Gòn thì cũng có cái để tham khảo. Đây là khu khách sạn Aquatorio ngay góc đường Trần Bình Trọng, Hùng Vương và Trần Phú. Ở khách sạn 5 sao này cũng rất là lớn ha, có 3 mặt tiền đường luôn á. Ở đây gần với ngã 6 Cộng Hòa, rồi đi lên xíu là giao lộ Lê Hồng Phong. Ở đây có đường vô khu ăn uống nè, đường này vô chợ bông Hồ Thị Kỷ, rồi chợ ăn khu ăn uống Hồ Thị Kỷ. Còn con đường Hùng Vương này ngày trước đó là chuyên về cửa hàng điện thoại, nhưng mà ngày nay thì quán ăn quán nhậu xen kẽ rồi. Từ từ những cửa hàng điện thoại dần chia tay. Ngày nay người ta bán buôn cũng rất là chậm ha, hầu như là ngành nào cũng vậy á. Con đường này chuyên về sửa chữa, mua bán hầu hết là tất cả các loại điện thoại. Mấy bữa anh chị cũng hỏi ở đâu thu mua điện thoại thì anh chị ra đây ha. Nếu mà có điện thoại cũ thì ra đây bán, và muốn mua điện thoại thì cũng ra đây luôn, nhưng mà đây điện thoại cũ không thôi. Đối với con đường này thì chúng ta thấy nó tối phần trên, ở dưới đường thì chỉ có sáng bởi các bảng hiệu thôi. Không biết con đường Nguyễn Tiểu La về đêm thì nó như thế nào. Hôm nay mình đi khám phá. Bây giờ là khoảng 8 giờ, gần 8 giờ tối. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 7. Mình phải có quán bún bò Toàn Trí nè. Buổi tối mình lên TV hay đi bộ hoặc là đạp xe lòng vòng. Có anh đó, anh rớt đồ à. Anh rớt đồ, người đá ăn cái, người khiệu ăn cái. Buổi tối đạp xe lòng vòng ở các con đường thì rất là thích ha. Bên đây có quán ốc, có ốc nóc. Ủa đông ghê không? Nói chung cũng có quán đông, quán vắng. Nhưng mà con đường này bên đây thấy sao quán đông nhiều hơn á. Có lẽ cuối tuần người ta hỉnh hơi nên làm lai rai. Hôm nay chỉ là mới là thứ 6 thôi. Ngày mai thì chắc ít người đi nhậu hơn, tại vì ngày mai nếu mà cuối tuần nhậu thì cũng có nhiều cảnh sát giao thông, người ta cũng nghĩ là nay cuối tuần chắc nhậu dữ, đi tuần tra nghiêm ngặt hơn. Đây chúng ta quẹo phải nha, quẹo phải con đường
Đâu ạ? À? Chưa xong nữa hả? À. Quá nhiều quá, giờ phải giao cho tới Phú Lâm. À, giờ chưa? Phú Lâm với lại theo Quỳ Nghĩa là xong. À, chuyến cuối không? Chuyến cuối là thôi, là xong rồi, lúc 7 giờ mấy 8 giờ rồi. À. Kẹt trễ quá, giờ phải chạy. Rồi, rồi. À, anh Thuận à, giờ anh còn đi gửi hàng cho khách nữa. À, anh Thuận mà à, lúc trước mấy lúc trước anh cùng đi trong cái chuyến đi Đà Lạt đó. À, buổi tối đi dạo vòng vòng những con đường này thì nó khác lạ so với những con đường ở trung tâm Sài Gòn ha. Đường này nó hơi cảm giác hơi tối tối. À, nhưng mà mỗi con đường thì nó có mỗi cái đặc trưng. À, hôm nay đi đường này, mai đi đường kia. Để anh chị và các bạn có thể thấy được cái khung cảnh ở Sài Gòn về đêm ở các con đường thì nó như thế nào. À, để đến con đường Nguyễn Tiểu La thì chắc là chúng ta sẽ đi tới Bùng Binh Nguyễn Tri Phương nè. Rồi đi thẳng luôn hả ta? À, tự nhiên Lâm Duy mất phương hướng con đường Nguyễn Tiểu La vậy ta. À, Nguyễn Tiểu La, Bà Hạt hả? À, để lên tôi chạy lên đằng đó xem thế nào nè. À, tự nhiên cái quên mất phương hướng. Ở Sài Gòn cũng dễ mất phương hướng. Nhiều khi con đường đó cũng rất là quen thuộc nhưng mà nhiều khi đi cái hướng khác cái tự nhiên cái quên. À, có lẽ mình đi đường này cũng hơi xa nè. À, mình phải quẹo qua Nguyễn Duy Dương rồi Hòa Hảo hả, Ngô Gia Tự đó hả? Đúng rồi, Ngô Gia Tự thì dễ hơn. À, đây là con đường Trần Hoàng Quân ngày xưa. Về đêm con đường này thì ở đoạn này thì có mấy bạn sinh viên nhộn nhịp tí đông đông một chút, còn sau 9 giờ là coi như là vắng tanh nè. Cuộc sống ở Sài Gòn thì lúc nào cũng có người ta buôn bán, làm việc kiếm tiền hết ha. Sáng thì có nhóm khác, trưa thì có nhóm khác, về đêm thì có nhóm khác, tạo nên một cái Sài Gòn không ngủ suốt ngày đêm. Rồi, phía trước anh chị và các bạn đó là Bùng Binh Nguyễn Tri Phương. Đó, ta quẹo phải con đường Nguyễn Tri Phương rồi quẹo qua đường đó, tự nhiên Lâm Tuy đi đường này cái hơi mất phương hướng. À, con đường Nguyễn Tri Phương là khỏi nói rồi, con đường ăn uống đông đúc về đêm. À, đây em đang quẹo trái nha, quẹo trái con đường Đào Duy Từ. À, bên trái có trường Đại học Kinh tế nè. À, ngày nay xây lên rất là lớn. À, ở đây có cái hẻm để thông ra Nguyễn Tiểu La luôn nè.
Lòng vòng đây thì hầu như nãy giờ mình đi không có thấy khách sạn nào mà nó chưa thấy khách sạn nào mà nó như ý á. Là ở Nguyễn Chí Thanh thì hầu như khách sạn chưa thấy theo giờ không à. Ở con đường Đào Duy Từ này đi lại xíu, bên tay phải có cái hẻm, nói cái hẻm mà chứ nó là cũng là đầu đường, đầu đường Nguyễn Tiểu La luôn á. Đầu Nguyễn Tiểu La có hai đoạn lớn. Đó, đoạn này của Nguyễn Tiểu La nữa nè. Nguyễn Tiểu La đi ra Nguyễn Tri Phương. Ô quên, đi ra Nguyễn Chí Thanh. Đạp vào đây để anh chị và các bạn hình dung cái đoạn này nha, để xem bên đây đoạn bên đây như thế nào. Ở đây thì có khách sạn Huệ Mỹ nè, khách sạn này cũng sáng sáng nè, họ chào ở đây mới thấy được. Đó, khách sạn luôn, Huệ Mỹ. Số 12 Nguyễn Tiểu La. Đó, khách sạn cũng rất là đẹp ha. Đó, kế bên có quán cà phê cũng dễ thương nè. Rồi đi ra đây là ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh. Và đây là đầu đường Nguyễn Tiểu La luôn. Bên trái là số chẵn, bên phải là số lẻ. Hôm nay đi đường này thấy khu khách sạn Huệ Mỹ cũng đẹp quá ha. Số 12, số 12 Nguyễn Tiểu La. Nhìn khách sạn cũng sang trọng sạch sẽ đó. Cũng không phải là khách sạn chúng ta theo giờ. Khách sạn theo giờ thì người ta để cái bảng á. Còn này thì không có. Bây giờ mình đi thẳng qua bên kia. Bên kia cũng là Nguyễn Tiểu La luôn. Con đường này ngộ tiện có cái hẻm nhỏ. Giống như bị xiết cổ chai lại vậy đó. Không biết cái thời của cô chú anh chị thì có đường Nguyễn Tiểu La nó có thông nhau rộng rãi không? Đi ngang ngôi chùa. Buổi tối là karaoke. Khu xóm mình sơn thì chắc cũng rất là quen nè. Với cô chú anh chị ngày xưa ở khu xóm nào ha. Cái hẻm này thông ra đường Hòa Hảo và cũng là thẳng qua bên kia là Nguyễn Tiểu La luôn. Bên kia cũng là đường Nguyễn Tiểu La. Hướng Hòa Hảo này đi ra ngôi Gia Tự. Bên phải là số 60 mấy, 68, 70. Bên trái là 85, 87. Và hầu như là chúng ta sẽ thấy một đoạn phía bên gần Nguyễn Chí Thanh mới có cái khách sạn sáng sáng. Còn bên đây thì hầu như là quán ăn với quán cà phê. Đây quán hủ tiếu xào. Bây giờ người ta bán hết rồi.
Tinh cho sổ. Ở khu xóm Nguyễn Tiểu La này thì chúng ta thấy rất là yên tĩnh ha, bình yên. Có những khu xóm hẻm rất là lớn, rất là rộng. Ở đây có bụi tre nè, quán cà phê có bụi tre. Sài Gòn xưa. Rồi bên kia có xóm hẻm 153 Nguyễn Tiểu La. Ở đây nhà nào cũng lớn lớn không ha? Nhà đẹp không à? Giờ mình lên TV mới nhìn kỹ á. Chứ nhiều khi ban ngày đâu có đi từ từ được. Rồi bên đây có quán gì đây? Cây me, quán cây me. Bò tùng xẻo. Rồi bán quán bò. Đây có quán cà phê. Nguyên cà phê. À, tính ra con đường này về đêm cũng nhộn nhịp hàng quán quá hả? Ở ngoài đường thì không nhộn nhịp, chứ mà quán xá mình thấy cũng có quán là có đông à. Còn chỗ nào không quán thì người ta đóng cửa, nhìn thấy thông thoáng cái vỉa hè. À, thẳng đường này là ra 3 tháng 2. À, cũng như là Trần Quốc Toản ngày xưa. Mới nói quán đông mà nhìn qua quán này đâu quải gì ta. À, đây là giao lộ Nhật Tảo nè. À, đây cũng có một quán cà phê. Đây có những hẻm bên phải để thông ra Nguyễn Tri Phương luôn ha. À, bên trái có hẻm 249. À, giờ này giờ người ta chuẩn bị dọn quán nè. À, tới đây giao lộ Bà Hạt đây. Ồ, tính ra con đường này nãy giờ chỉ có một khách sạn đầu tiên thôi. Ở đầu đường gần với Nguyễn Chí Thanh này ha. Và sau này anh chị và các bạn đến Sài Gòn thì về khu xóm Nguyễn Tiểu La thì chắc có lẽ cũng gần. Và nó nằm ở giữa đường thì giữa đoạn đường thì may ra phù hợp hơn. Chứ ở đầu đường nhiều khi có nhiều anh chị ở cuối đường thì nó cũng hơi xa ha. Ồ, quán ốc bồng đồng dữ ta. Đó, thấy hầu như là quán đông. Quán đông nhiều hơn quán vắng ở con đường này. Là tới đây là 3 tháng 2 rồi nè. Ở đây có hẻm để thông ra Nguyễn Tri Phương. Ông ta quẹo cái hẻm này đi. Không biết anh chị và các bạn có hình dung được khu xóm Nguyễn Tiểu La về đêm thì nó như thế nào không? À, cái hẻm này là cái hẻm giữa Nguyễn Tiểu La và Nguyễn Tri Phương, 272 Nguyễn Tiểu La.
Wow, chỗ này bán gì nông nghiệp dữ ta? Đúng rồi, bán phụ kiện điện thoại, ốp lưng điện thoại rồi các kiểu ha. À, đây như một cái khu khu chợ, chợ linh kiện điện thoại luôn á. À, hướng này 3 tháng 2 nè. Rồi qua đây thử. À, khu này sáng rực quá ha. Ốp lưng rồi dán màn hình rồi đủ loại chân tai nghe rồi các kiểu. Rồi ra đây là hẻm 541 Nguyễn Tri Phương. À, rồi thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cùng với Linh Huy đạp xe lòng vòng ở các con đường, đặc biệt là đi con đường Nguyễn Tiểu La để chị thấy khu xóm về đêm cũng như cập nhật đến khách sạn xung quanh ở đây nó như thế nào. Một lần nữa Linh Huy xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.